Chiều 7 tháng 6, Ban thi đấu Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã tiến hành cuộc họp trực tuyến với những nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự, trong đó có đề xuất về nguyên tắc tổ chức các giải đấu cấp câu lạc bộ của bóng đá châu lục theo cơ cấu mới và phương án tổ chức vòng loại FIFA World Cup 2026. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn tham dự và điều hành cuộc họp trên cương vị trưởng ban thi đấu AFC. Như tin đã đưa, kể từ mùa giải 2024-2025 trở đi, AFC sẽ áp dụng những thay đổi mang tính bước ngoặt trong công tác tổ chức các giải đấu cấp câu lạc bộ. Theo đó, sân chơi của các câu lạc bộ châu Á sẽ được cơ cấu lại theo 3 cấp độ. Cấp độ 1 tương ứng với giải đấu cao nhất hiện nay là AFC Champions League, cấp độ 2 tương ứng với AFC Cup và cấp độ 3 là giải đấu dành cho nhóm các câu lạc bộ chưa đủ điều kiện để tham dự hai giải đấu phía trên. Các đề xuất của ban thi đấu AFC tại cuộc họp hôm nay sẽ được gửi tới các liên đoàn thành viên để lấy ý kiến đóng góp. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các liên đoàn thành viên, ban thi đấu AFC sẽ đưa ra quyết định tại cuộc họp kế tiếp được tổ chức vào tháng 7 tới. Sau đó sẽ trình ban chấp hành AFC thông qua.